Vậy là đã 20 năm trôi qua. Thời gian thấm thoát thoi đưa kể từ ngày chúng mình tốt nghiệp, tạm biệt ngôi trường thân yêu để bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời. Chia tay nhau, chúng mình như đàn chim tung cánh bay về muôn nơi. Lúc đó mỗi người trong chúng ta không bao giờ nghĩ mình đang rời xa nhau mãi mãi. Trăm năm nước chảy đá mòn, ngàn năm tình bạn vẫn còn như xưa. Hôm nay, trong niềm hân hoan phấn khởi của 20 năm xa cách, tập thể cựu học sinh lớp A khóa 1995-1998 của trường Trung học Phổ thông C Nghĩa Hưng của 20 năm về trước đã hội tụ đông đủ cùng nhau trên mảnh đất đầy nắng gió yêu dấu này, nơi mà hơn 20 năm trước đã trở thành khởi điểm cho một tình thầy trò, tình bằng hữu sâu sắc vững bền, đã tụ hội về đây từ bốn phương trời để được gặp mặt nhau, được hàn huyên, được cùng nhau ngược dòng thời gian trở về với những ký ức êm đềm của tuổi học sinh suốt 3 năm gắn bó dưới mái trường thân yêu mang tên Trung học Phổ thông C Nghĩa Hưng. Cái ảnh nó làm chùm mấy cái ảnh còn phúc khích à? Hồi ấy là nó được hai cái ảnh khích. Vâng. Đấy. Bằng lý. Không, ông nữ thì ông dạy thi giỏi thì là ông có giải từ lâu rồi. Tớ là năm đầu tiên tớ mới dạy. Thầy là năm đấy là cái năm đầu tiên à? Tôi thì năm đấy năm đầu tiên tôi dạy các ông thì lên 12 thì từ tôi 94 tôi về các bạn. Vâng. 94 tôi mở Sơn La tôi về. Thì sang 95 thì tôi dạy cái lớp thùng bằng ấy là lên lớp 11 thì ông chặn tôi bảo thôi ông chưa dạy bao giờ, lớp 12 thì tôi xuống dạy lớp 10 này lên lớp 12. Em nhớ cái hồi đấy thầy về lúc đầu thầy làm đoàn bắt đầu là thầy những ông nào đi ghép lê ghép điếc không sư kim vào giường đấy. Nữ trưởng thì bắt đi. Đấy là năm đầu tiên tôi dạy lớp 10 cái à. Thế tôi tuyển thầy lúc đấy nó có Thế với Hải Duẩn tớ này Tiến là Tiến là một, Duẩn là hai, Hải là ba. Đấy, nhưng mà cái ông Duẩn thì chữ ông xấu thường trò. Các bạn cựu học sinh lớp A khóa 1995-1998 của trường Trung học Phổ thông C Nghĩa Hưng thân mến. Năm 1995 khi nhập học, chúng mình mới chỉ là những đứa trẻ chừng 15-16 tuổi, ngơ ngác đến từ các xã miền hạ, ven biển huyện Nghĩa Hưng tụ hội về mái trường Trung học Phổ thông C Nghĩa Hưng. Rồi được học ở lớp chọn tổng hợp do thầy Vũ Đức Bình chủ nhiệm. Ngày đó, chúng mình còn rất thơ dại. Trường chúng mình lúc đó khung cảnh còn hoang vắng, xung quanh rất ít người ở. Một số bạn nhà ở xa phải trọ gần trường để thuận lợi cho việc học tập. Cuối tuần mới có dịp về nhà. Sau đó lại được cha mẹ tiếp tế lương thực cho cuộc sống xa nhà. Hồi ấy, sinh hoạt, ăn uống đều thiếu thốn. Đi học thì nhiều bài vở, kiến thức khó. Nhiều lúc chúng mình cảm thấy nản lòng, không biết có trụ nổi để học tiếp không nữa. Thế nhưng được sự quan tâm, dạy dỗ, động viên hết lòng của các thầy cô, chúng mình đã vượt qua khó khăn gian khổ của những ngày tháng ấy để hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình. Để đến hôm nay, sau 20 năm xa cách, trở lại trường xưa, tất cả đều nhận ra rằng các bạn đã trưởng thành bằng sự nỗ lực đáng khâm phục của mỗi người trên con đường sự nghiệp của mình. Ta sẽ đợi dù mùa hè tắt nắng, gặp lại nhau trong chiến thắng vinh quang. 20 năm là một chặng đường dài. Thời gian đã làm cho mái tóc chúng ta dần điểm bạc. Hoàn cảnh và môi trường làm việc chúng ta mỗi người một nơi. Có bạn ở trong Nam, ngoài Bắc. Có nhiều bạn lập nghiệp tận đất Cà Mau, cuối cùng của Tổ quốc. Có những bạn lại đang công tác tại vùng cao Tây Bắc khó khăn. Nhưng mỗi thành viên lớp A khóa 1995-1998 của trường Trung học Phổ thông C Nghĩa Hưng đều có chung tâm niệm rằng đó chẳng qua chỉ là sự khác biệt về mặt xã hội, nhưng sẽ không bao giờ có cách nào ngăn được tình bạn bè. Sự có mặt đông đủ của các bạn hôm nay là minh chứng cho một tình bạn vững bền của chúng ta. 20 năm đã trôi qua, khi bước chân trở về mái trường xưa, trong lòng mỗi chúng ta không khỏi dâng trào cảm xúc bồi hồi xúc động. Bao kỷ niệm chợt ùa về, hiện hiện rõ nét như mới vừa hôm qua. Mái trường đây, thầy cô đây, bạn bè đây.
Thời gian 20 năm có thể làm thay đổi nhiều điều, nhưng những ký ức về một thời học sinh thì vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong trái tim bè bạn. Gặp lại nhau đây, chúng ta lại là những cô bé học trò thuở nào, cùng vui chơi, cùng ôn lại những kỷ niệm của một thời ngây thơ khờ dại nhưng vô cùng nghịch ngợm, cùng tâm sự với nhau về cuộc sống và những dự định tương lai. Để rồi sau đó, mỗi người lại trở về với cuộc sống riêng của mình và mang thêm nhiều kỷ niệm đẹp nữa về tình bạn thuở học trò đầy thơ mộng. Kính thưa thầy cô, ngày hội ngộ, nhìn lại các thầy cô mái tóc đã phai sương, lòng chúng em không khỏi bồi hồi xúc động, trìu mến của tình nghĩa thầy cô, bè bạn. Mẹ cha chắp cánh ước mơ, thầy cô chắp cánh cho đời bay xa. Có nói bao nhiêu cũng không đong đếm hết được công ơn của các thầy cô, của các cô chú, nhân viên nhà trường đã dành cho chúng em, những học sinh bé nhỏ khờ dại ngày ấy. Kính chào các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn lớp 12 thân mến. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của tập thể lớp 12A, chúng em thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt các thành viên của lớp 12A xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới ngôi trường Trung học Phổ thông C Nghĩa Hưng cùng toàn thể các thầy cô giáo đã từng dạy dỗ chúng em trong các năm học qua. Kính thưa quý thầy cô, thưa toàn thể các bạn, từ cột mốc xa xôi nhất của Tổ quốc, em xin được gửi tới quý thầy cô những lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất. Thầy cô và các bạn thân mến, do điều kiện công việc nên em đã không thể tham dự ngày hội trọng đại của chúng ta ngày hôm nay. Rất mong được quý thầy cô và các bạn thông cảm. Xin kính chúc quý thầy cô cùng toàn thể các bạn lớp 12A luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc ngày hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Mình là Thao, cựu học sinh lớp 12A. Mình rất tiếc không về dự hội lớp được. Cho mình gửi lời tri ân tới tất cả các thầy cô giáo trong toàn trường và lời chào tới tất cả các bạn lớp 12A. Mình luôn theo dõi và ủng hộ các bạn nhé. Kính thưa quý thầy cô trường Trung học Phổ thông C Nghĩa Hưng và toàn thể các bạn, ngày 7 tháng 7 năm 2018, lớp 12A lên khóa 968 tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Bản thân em rất muốn về dự hội lớp với quý thầy cô và các bạn. Tiếc là do điều kiện công việc em không thể về chung vui với quý thầy cô và các bạn được. Vì vậy, thông qua video này, cho phép em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô trường phổ thông Trung học C Nghĩa Hưng, đặc biệt là thầy Bình và các thầy cô giáo bộ môn, những người đã dành cho chúng em sự yêu thương, quan tâm, dạy dỗ chúng em thành người, trang bị cho chúng em hành trang vững chắc trên con đường mưu sinh lập nghiệp, để bản thân em và các bạn có được như ngày hôm nay. Qua đây cũng xin gửi lời cảm ơn đến tập thể lớp 12A đã luôn động viên, giúp đỡ mình trong quá trình học tập cũng như trong cuộc sống. Mong là dù mỗi người mỗi công việc sinh sống ở những nơi khác nhau, nhưng chúng ta vẫn luôn nhớ về nhau, dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất. Cuối cùng xin gửi đến quý thầy cô và các bạn lớp 12A cùng toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Chúc cho tập thể lớp 12A và 12A của chúng ta ngày càng vững mạnh, đoàn kết. Chúc buổi gặp mặt 20 năm của lớp mình thành công tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn trong một dịp gần nhất. Ra trường rồi, chúng em mỗi người một phương, cuộc sống mỗi người một hoàn cảnh, vui có, buồn có, thành công có, thất bại và mất mát cũng có. Thế nhưng vượt lên tất cả, với hành trang kiến thức chúng em được các thầy cô trang bị, chúng em đã thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng danh giá. Và đó chính là bước đệm để chúng em đứng vững, học tập trau dồi để tiến bộ, phát triển không ngừng. Các bạn của lớp chọn A, khóa 1995-1998 của trường Trung học Phổ thông C Nghĩa Hưng, dù mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, có người không có cơ duyên để tiếp tục vào đại học, cao đẳng, chuyển sang làm kinh doanh. Nhiều bạn học tiếp ra trường làm nhà báo, nhà giáo, có bạn tiếp tục học cao lên nữa, nghiên cứu sinh, thạc sĩ, để giảng dạy tại các trường cao đẳng tại Cà Mau, Đà Nẵng, Móng Cái, Vĩnh Phúc. Một số bạn đã nỗ lực không ngừng để học tập nâng cao trình độ, giờ đã là hiệu trưởng, hiệu phó vững chắc về chuyên môn, có uy tín cao. Đặc biệt phải kể đến là các bạn học chuyên tự nhiên hồi ấy, giờ đã là các kỹ sư, cán bộ làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, công tác khắp nơi trên cả nước. Nhưng dù làm gì, ở đâu,
chúng mình vẫn luôn giữ mãi trong tim những tình cảm yêu thương, kính trọng các thầy cô và yêu mến ngôi trường này. Chúng ta luôn ghi nhớ rằng, dẫu hoàn cảnh ngày ấy có khó khăn, thiếu thốn bao nhiêu, nhưng các thầy cô vẫn vô cùng nhiệt tình trong công việc, không những truyền thụ cho chúng ta tri thức vững chắc, mà còn tiếp thêm cho chúng ta về ý chí, nghị lực, về tư duy cuộc sống. Thầy cô đã cho chúng em bài học về tinh thần trách nhiệm, bài học về tình và nghĩa, tất cả những bài học về đức độ hy sinh, về sự quan tâm chia sẻ, bài học về sự bao dung, về tấm lòng nhân ái, bài học về tinh thần trách nhiệm, bài học về tình và nghĩa của các thầy cô, của nhà trường đã hun đúc nên một tinh thần và ý chí của lớp A khóa 1995-1998 của trường Trung học Phổ thông C Nghĩa Hưng, một tình bạn thủy chung, sâu sắc, tình đoàn kết, tương thân tương ái thắm thiết, chân thành trong nhiều năm qua. Xa hay là gần, rồi làm ăn hay khó khăn hay thuận lợi thì đây là cái nơi về lớp thì cố gắng về mà xa các em hàng vài chục năm nay, bây giờ tụi em tìm đến gặp các thầy các cô và để tổ chức để lời tri ân các thầy các cô thì thực là các thầy các cô rất là cảm động, bởi vì nghề giáo viên thì cũng chẳng có cái gì là cái giàu có, mà cô nghĩ là cái tình cảm, cái con người với con người đã để lại cho các cô để các cô có một cái niềm tin vào cuộc sống và nghĩ được rằng tức là cả cuộc đời của mình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, dạy người. Người bây giờ các em là những con người trưởng thành, bây giờ các em tìm đến với các cô rất là tự hào, cảm động lắm, thiết thực như vậy. Bởi vì mỗi một lần mà nghe được tìm các em tổ chức học mặt để tri ân các thầy cô giáo hoặc là các em mà tổ chức được như vậy thì để cho các cô như là tìm lại mình trong những ngày tuổi trẻ, và đặc biệt tức là thấy các em trưởng thành, có gia đình hạnh phúc, có công ăn việc làm thì các cô rất là mừng. Cảm ơn các em cái việc đấy, và các thầy các cô cũng mong các em cố gắng làm thế nào đấy là giữ được cái tình cảm của bạn bè, rồi đặc biệt là nhớ đến mái trường, nhớ đến các thầy các cô giáo, để rồi nhớ đến những cái ngày mà cô trò quá khó khăn, quá vất vả. Bây giờ các thầy các cô thì cũng đã hoàn thành sự nghiệp của mình, còn các em bây giờ đã có công ăn việc làm, có gia đình, có cuộc sống hạnh phúc, là các cô rất là mừng. Chúc các em cố gắng mà giữ được cái tình cảm đẹp đẽ này mãi mãi và làm gương cho các thế hệ các thế hệ học sinh sau này tiếp bước sự nghiệp. Các thầy các cô cũng là giữ được cái tình cảm tốt đẹp trong cái mối quan hệ thầy trò. Nhớ như in những người gieo chữ dạy dỗ chúng em khôn lớn thành người, dẫu có xa ngôi trường cũ Nghĩa Hưng C, lòng chúng em vẫn luôn thương nhớ. Xin hãy nhận lời tri ân sâu sắc của chúng em, trò cũ của thầy cô.